Ok. Yep. Oh, giật cả mình cái lòa. Đúng rồi. Ok. Indra's gone. One minute she was there, then I can't believe I lost her. Ok. We can still do this. Get me the captain's rig codes and we'll find Nicole. Rồi ạ. Looks like the crew barrier. Đứa con gái nó bị lạc bao giờ không biết thằng ấy. Chán thật. Get some thermite from medical storage. Ok, chỗ này mình có cửa hàng này. Down the corridor. Ok. Communication is useless in all this static. Ok, yep. Cái tiếng xoẹt 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 làm xoắn quá. Xoắn quá. Ok. Ê. Mở cửa gác mà. Oh wow. Oh wow. Ah, secondary fire. Oh, mình có thể bắn lên trên nóc à? Oh, wow, ok. Cyan, where would you be without? Oh my fucking god. Ok. Ok. Bye. Mình có thể mình cũng với các bạn mở ra. Ơ, chỗ này sao sủa thế này? Chỗ này chỗ nào như này phải tốt đâu. Chỗ con kẹt kia là mình cứ tưởng có con gì đang đập. What the fuck? Oh nice. Oh nice. Yep, tất nhiên là phải có vấn đề rồi. Tất nhiên là phải có vấn đề rồi. Tất nhiên là phải có vấn đề rồi. Ai rồi ơi. Oh, what the fuck. Chạy đi em ơi. Ok. Cái súng này quá vô dụng. Oh my fucking god, giờ thì. Yep, súng này please. Oh my god. Rồi, yep, bà chết đi. Yep, mình còn một ống máu. God damn it. Đợi tí mình đi. Cái súng này quá chán. Mình không hiểu sao mình lại mua cái súng này. Phí cả tiền. Oh my god. Use. Ôi, thôi để dành cái này đi. What the fuck? À, mình cũng phải dùng cả cái static nữa. À, thank you. Vai trưởng cái súng này. Phí cả tiền mua. Oh, hết đạn nữa. Oh my god, nice. Oh, nhưng mà mình có ống đạn luôn này. Oh, tiện đấy. 25 viên. Ok, vậy là mình tự động có đạn khi mình có khẩu súng mới. Tiện thế. Mà ok, có gì. Oh, giật cả mình. Wild. Mình vẫn thích cầm khẩu súng này hơn. Chả hiểu lý do tại sao cơ mà ok rồi. Oh, yep. What the fuck? Cái khẩu này bắn tốn đạn thế. Ok. Thank you. 36 viên máy quá, nó cộng thêm vào mình cứ tưởng nó. Hello. Phải không mày? Chạy nhanh thế. Ôi giời. Ok. Ôi giời. A. À! Ơi. Đâm. Ôi god fucking damn it. Ôi giời, god fucking damn it. Sao đông thế? Ôi sao đông thế, thôi mình chết rồi. Ôi đông thế à? Oh my god, mình còn sống. How the fuck mình còn sống? Thế deck đâu mà mình còn sống được vậy? Thế quái đâu mình còn sống được vậy? Công nhận mình chơi ngu thật, mình rất xin lỗi những bạn nào đang ngồi xem mà thấy ức chế. What the f... Không bao giờ dùng khẩu súng kia nữa.
Oh my god. Nhưng mà công nhận cái súng kia thì dùng vào lúc mà kiểu đang đông quái vật thì đúng là tốt thật. Ôi trời. Nhưng mà rốt cuộc sao mình ngu thế nhỉ? Không phải là bắn chỉ thiên, cái đấy mà giơ lên nó sẽ bắn xung quanh. God damn it. Ngu thật. Ok. Nhà vệ sinh à? Thank you. Đợi tí nhá, tớ đi kiểm tra xong. Đạn hay quá. Đó xin cái này luôn. Ok, lũ này, cái lũ này mình vừa bị mình giết rồi mà. Ok. Cái gì nhỉ? Hộp bình thường, nó gì ạ? Necromorph. Tiền, thank you. Đã cần tiền. Ok, đã. Đang bò kiểu what the fuck. Bị bệnh. Stop. Dừng ngay cái việc bò ấy đi. Nhiều thế. Ok, mình cần đi vào trong kia. Không biết trong cái hộp này nó có gì nhưng mà ok đi. Tao có súng nhá. Tao có một khẩu súng rất là nhỏ. Cho nên chúng mày phải biết sợ đi. Ok. Xếp cái đây. Yes. Ok. Có gì đó ngoài không nhỉ? Chắc không có nhỉ? Thôi tôi xong kia đây. Hello. Phải không? Hello. Hello. What? Rip. Rip. Bye. Yep. Bye. Bye. Wow. What the fuck? Sao nó ốp vậy? Nó thổi thằng kia một phát bay đầu luôn, sao tôi đánh? Nice. Oh god. What the fuck, cái khu này là cái khu gì ấy đây? Kinh quá. Khỏe không em? Nó về trông em. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. What the fuck? What the fuck? Oh my fucking god. Hey. Cái giàn của nó chết mất. God damn. Thank you. Ok, xin tiền nha. Đạn đấy anh em. Time. Chúng mày làm tao đau tim cho chúng mày đối xử tao tốt đấy. Hello. Có ai đấy không? Mình nghe tiếng ấy, mình không nghe. Mình không thích cái tiếng đấy, mình không thích cái tiếng ấy. Mình không thích cái... Tại sao mình không bắn được nó? Nghe nó kêu sợ, what the fuck. Ôi dồi ôi, ôi, ai gửi, ai gửi, ai gửi, em ơi. Một con mình giết cần 8 viên đạn, what the fuck. Ok, chắc mình thử dùng cái kia. Chắc cái này sẽ hiệu quả hơn với bọn này trắng, nghĩ vậy. Có ai không? Không có ai đúng không? Ok, mở cửa cái mà. Có ai không? Không có ai không ạ? Tốt rồi, bây giờ đi phát nào. Có gì kia? Đạn, ôi dào ơi. Yeah. Objective completed. All right. That thermite you picked up should be able to melt through the barricade. Use the shotgun to ignite it. Hope I can hold this position. I can hear something big moving out there. Tốt rồi. Tốt luôn. Thứ gì to đang di chuyển ngoài ở bên ngoài. Tốt. Mình thích những gì thứ gì to có thể di chuyển được. Thích lắm. Bình tĩnh các em. Ok. What the fuck? Cái gì đây? Ôi giời ơi. Ok, tất cả mọi người bình tĩnh, không cần phải hoảng loạn, mình có hiểu sơ sơ cách sử dụng cái súng này rồi. Ok.
Mày đừng có bán cho tao đâu. Tao biết mày yêu quý tao lắm nhưng mà tao không thích ôm mày rồi này. Oh my god. Mình công nhận trong này mình lắm fan girl fan boy thật. Đi đâu cũng có người muốn ôm. God damn it. Ok, mình nhét vào đây kìa. Ô, cái gì kìa? Tiền. Mình có bao nhiêu tiền nữa không biết được nữa. Lắp cái. Termite bomb. Tất nhiên là phải đi ra một đường khác nữa rồi. Tất nhiên là phải đến một nơi hoàn toàn khác nữa rồi. Mình thích thế cực. Oh my god, chỗ này mình không thích. Yep, tất nhiên là nó phải tắt đèn nữa rồi. Ui. Ok, yep. Mình không thích cái tiếng nổ gì đâu cả. Cái gì kìa? Cái dáng swag kia là gì kìa? Mình nên... Tại sao mày không bắn? What? Tại sao mày không bắn? What? Bắn hô tao gái, what? Oh! Oh wow. Cho chắc ăn rồi nhá, không sao đâu, không có gì đâu. Ok. Tao muốn nhặt cái này. The fuck. Ok. Yep. What the fuck. Ok. Ey. Ui. What the fuck. What the fuck. What the fuck was that. Cái gì đấy, mình không thích tiếng kêu to đâu. Tiếng gì đấy, tiếng gì mà to thế. What the fuck, cái gì kìa. Bắt dít. Bench. Mình có thể nâng cấp đồ. Để xem nào. Kinesic. What? Oh, what the fuck? Okay. Ok, mình không biết mình vừa làm gì. Ok. Ôi dồi ôi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Oh my fucking god, lại còn con. Ôi dồi. Yep. Nó bỏ đi đâu rồi? Hello. Ok, bắn vào tay, bắn vào tay. Tại sao? Ok, bắn vào đuôi không được. Rồi, ok. Ok, bắn vào đuôi không được, không sao. Tao có bảo mày bắn vào tay đâu có chứ, thằng phế vật. Sao mày và tay, cả tay hay đuôi mày cũng không phân biệt được đã. The fuck. Ôi dồi ôi, anh ơi. Ôi giời ơi. Mình ghét cái súng này, mình nó nghiêm túc. Mình ghét cái súng này. Rất là nghiêm túc. Mình ghét cái súng này. Yep. Tiền à? What the fuck, mình làm gì đấy? Ok, không có gì. Mày có rơi đi không? Không gì. Ok, thế cũng được. Mày nhà, con nhà nghèo tao biết rồi. Đây được chưa? Mình không rõ lắm. Ok. Ok. Oh, cái gì đấy? Thank you. Dr. Harris at least after he seemed literally unable to sleep without chemical aid. Ok. Mình không đọc được mà, mình đang nào mình chả đọc được đâu mà. Ok. Sup here? Oh, wood. Cái này cái gì? Oh, mình có thể nhét cái này vào đây, đâu đấy chăng? Oh, chính nó. What the fuck? Sao mình không thể nhét nó vào được? Ok. Được chưa? Ok. Ôi trời, cái trò này. Yep. Mình không thích chỗ này thì đâu cả. Nhất là mình cái chỗ máu me như thế này. Yep.
Ok. Không rõ lắm mình phải làm gì ở đường này. Ok. Thế cũng được. Ôi giời ơi. Hello. Ôi giời ơi. Ok. Con này nhanh gọn rồi. Còn con này nữa. Con này nữa. Yep. Con này làm mình hơi đau tim thì thôi. Còn ổn cả mới giết nhanh đấy. Khỏe không anh? Xin tiền nhá, thank you. Ồ, static charge này hay quá. Mình chả dùng, mình cứ sạc làm gì nhỉ, quên rồi. Giờ mình phải làm gì? Không rõ lắm. Đây mình cũng chả để làm gì. Chả hiểu gì cả. The fuck. Xuống dưới các em ạ. Ok. Đúng rồi, mình phải lên trên mà, thế mình phải lên đúng hết. Được bảo cái trò như này mình cũng không biết là mình phải đi đâu nhá. What the fuck. Ok, mình cần phải sang bên kia rồi, sang bên kia rồi làm sao? Rồi, sao? Mình cần phải đi bằng sau này. Ok, rồi sao? Dao ơi, tưởng cái gì? Ok. Ok, được chưa? Save cái à? Và save cái nào? Ok, save vào đây đi. Yes. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau của Dead Space. Nếu mọi người thích thì hãy like và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.